ban quản lý dự án của những cái dự án lớn nhỏ ở Cần Thơ mà toàn là dự án khủng không ạ? Thực ra nó rất là thoáng. Trong thực sự mà nói mình cũng tương đối ấn tượng. Hiện nay chúng ta nhận thấy một cái bề mặt rất là liền mạch và đồng nhất. Xin chào các bạn. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đến với chủ video tiếp theo của Mô Định Khu. Xin kính chào cô chú, quý anh chị đã đến với chủ video tiếp theo của Ngô Đình Khuôn nha. Và video này thì Khuôn có mời một ông anh, chính là anh Thành, thuộc về ban quản lý dự án của những cái dự án lớn nhỏ ở Cần Thơ mà toàn là dự án khủng không à. Thì những cái dự án khối văn phòng á, nó cũng có liên quan tới những cái giải pháp. Có thể là cô chú, quý anh chị làm những cái khối văn phòng kinh doanh nhà hàng tiệc cưới thì có thể tham khảo được cái giải pháp của sàn dược nghiệp này. Thì đối với sàn dược nghiệp này đó, thì nó là những cái hệ thống mà nó không có dầm và sàn phẳng luôn. Bố trí công năng thì cực kỳ tuyệt vời. Và bây giờ thì em đã làm lên được khoảng từ 7 cho tới 14 mét rồi đó. Thì không biết là anh Thành cứ chia sẻ thôi với cái không gian này như thế nào anh, và chất lượng anh em làm nữa. Mình phải mời người khác đánh giá chứ, để thôi anh em mình cứ ở đây nói hoài thì nó cũng vậy à. Đẹp. Nhìn đánh giá sơ bộ tổng thể thì cái sàn nó thoáng. Và các cái kết cấu, vì nó không vướng các cái kết cấu truyền thống cổ điển như là dầm, cho nên là cái không gian nó rất là thoáng. Và như vậy ấy, thì một cái điểm cộng nữa là cái cách bố trí như thế thì làm cho các bạn khi mà thi công cốt pha nó gặp rất nhiều thuận lợi, dẫn đến là cái chất lượng bê tông sau khi tháo cốt pha ra rất là ổn. Trước mắt về mặt cảm quan là rất ổn. Ngoài cái vấn đề sàn dược nghiệp này, nó sẽ có những cái liên quan tới vấn đề kết cấu mà anh em hay sợ ngán anh. Anh em kỹ sư toàn là tính toán hệ sàn dầm cột không à. Nhưng mà đối với cái này thì cũng là một cái thử thách về phần kết cấu. Anh có hỏi thăm một số các cái chuyên gia trong cái lĩnh vực quản lý đầu tư, quản lý xây dựng. Thì hiện nay đối với cái sàn dược nghiệp của chúng ta đang gặp một cái trở ngại. Một cái trở ngại mà anh nghĩ là sắp tới có lẽ là cái trở ngại này cũng sẽ là cái động lực để cho cái đội ngũ phát triển. Họ sẽ có các phương án. Đó là cái công tác thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước đối với cái hệ thống sàn dược nghiệp. Thì hiện nay các cái tiêu chuẩn tính toán chúng ta đang gặp khó khăn. Đúng rồi, giờ thì em thấy là mấy anh em chủ đầu tư và mấy anh em trong nghề của mình thì thường thì giải quyết cho những câu chuyện không chính tư. Đó cũng là một cái thiệt thòi của cái phương pháp mới. Chúng ta phải lay hoay, chúng ta phải tìm hướng đi. Anh cũng nghĩ đó là cũng là một cái động lực để cái đội ngũ phát triển của mình, là thương hiệu là Nero. Sao em thấy là nhiều ở Hà Nội thì làm cũng đầy, Sài Gòn em làm đó hơn 10 năm hết rồi. Còn Cần Thơ và miền Tây của mình thì tiếp cận cũng có nhưng mà rất là ít. Và đặc biệt đó là VA làm video game tôi thấy là rất là ít. Anh em cũng rất là quan tâm. Có một số các đơn vị đang phát triển. Tại vì nếu quan tâm tìm hiểu thì sẽ thấy khu vực mình ở đây thì là có bạn Khuôn đang phát triển cái phương án làm sàn dược nghiệp tại Cần Thơ. Trước đó cũng đã có một vài dự án, tuy nhiên là không hiểu vì lý do thế nào mà cái công tác truyền thông giới thiệu nó chưa được quan tâm hay sao đó. Còn song song với bạn thì cũng có một nhóm anh em đang phát triển ở khu vực Lạng Giang, Long Xuyên. Mình cũng được các bạn giới thiệu mô hình và cũng có tham quan. Nhìn chung thì hai phương án làm nó cũng có những cái điểm tương đồng với nhau. Về vấn đề tính toán kết cấu cho cái phần khung á, thì thật ra nó giải quyết cái câu chuyện là tối ưu được cái không gian, chiều cao, bề ngang. Như cái văn phòng này em thấy là mình đang cần một cái không gian lớn, mà cái nhịp 7 mét này mà có thêm những cái cột giữa này nữa thì nó khó để bố trí được. Những cái không gian nhiều khi mình phải tách phòng, ngăn phòng. Rồi hiện nay nếu anh có tham gia một vài dự án với các chủ đầu tư thì họ rất mong muốn có những cái không gian như thế này, cần những cái nhu cầu về cái đó, cái không gian chiều cao. Nhưng mà chúng ta đang gặp cái trở ngại giống như anh đang nói về cái công tác thẩm định, thẩm định an toàn để làm sao chủ đầu tư có yên tâm sử dụng. Thì chúng ta phải vượt qua cái giai đoạn đó. Còn về mong muốn, các chủ đầu tư thì luôn luôn mong muốn có những cái không gian phòng nó lớn như thế này, ví dụ như phục vụ cho các cái khu vực như ở đây là phòng khám nha khoa. Một số dự án anh tham gia ví dụ như là nhà hàng, ví dụ như là các cái bệnh viện, người ta cũng cần cái không gian lớn.
bệnh viện thì cái khu khám bệnh này, các cái khu chức năng người ta cần cái không gian rất là lớn, nhưng mà hiện nay cái công tác tính toán nó vướng cái hệ thống dầm sàn truyền thống, cho nên là cái không gian đó nó đành phải chấp nhận có những cái cột, có những cái dầm nhìn nó không được, nói theo cái phong cách của anh em mình là nó không được đã. Giống mấy cái trung tâm nhà hàng tiệc cưới mà đi vô ấy, nhiều khi có cái cột nó che lại không nhìn lên được sân khấu. Anh Thành cũng vừa đánh giá xong về cái vấn đề cái giải pháp sàn dược nghiệp này, còn về cái chất lượng anh em thi công thì sao anh, với cái góc độ chuyên môn của anh đã đánh giá để cho cái người mà đang xem những cái video của em hồi trước đó thì cũng có những cái cảm nhận khách quan tí về vấn đề như chuyên môn. Cái sàn này là hiện nay là tổng chiều dày là bao nhiêu? 260 mm. Hiện nay tôi đang đứng ở đây và các đội thợ thì đang thi công xung quanh, có rất nhiều các cái hoạt động đang được diễn ra ở đây. Nhưng mà có một cái thực tế là chúng tôi không cảm nhận thấy một cái độ rung đối với cái kết cấu này. Ví dụ như ở đầu kia họ đang vận chuyển vật tư thì cái công tác tời kéo và khi để lên các cái thiết bị chuyên chở thì đối với các hệ thống sàn truyền thống chắc chắn có đủ đứng ở đây chúng ta sẽ có tôi thằng nói em mới để ý luôn á. Cái thứ hai nữa là các bạn nhìn cái bề mặt của cái bê tông sau khi tháo ván khuôn thì hiện nay chúng ta nhận thấy một cái bề mặt rất là liền mạch và đồng nhất. Nói theo cái công tác nghiệm thu của bê tông tức là sẽ có một cái công tác nghiệm thu độ đồng nhất sau khi tháo cốt pha. Nhìn thấy chúng ta nhìn rất là phẳng phiu và nó có một cái sự liên tục đều màu. Như thế nếu đánh giá về mặt cảm quan là chúng ta đã cảm thấy rất là yên tâm khi nhìn cái kết cấu này, cộng thêm một cái cảm giác là chúng ta đứng ở đây mà xung quanh các cái hoạt động đang được diễn ra mà chúng ta không thấy rung lắc. Hoàn toàn mình không cảm nhận thấy một cái rung lắc. Cái đó có thể đánh giá sơ bộ là phương pháp này đối với cái sàn này 7 mét 7 mét mà được như thế thì là chúng ta cảm thấy tương đối yên tâm rồi. Còn đối với cái sàn truyền thống mà với cái khoảng cách như thế này thì chắc chắn nó sẽ không? Có một cái độ nhịp độ rung. Vậy nếu như mà nhịp lên từ 8 mét 10 mét thì nó khoảng 3 tắc và 14 mét thì cái dầm hiện tại anh em đang làm tối đa là nó độ dày nó khoảng 4 tắc rưỡi. Hiện nay chúng ta đang ở trong cái thương hiệu Nero thì chúng ta đang cái khẩu tính toán mà xa nhất là bao nhiêu mét? 14 anh. Trên 14 là từ 15 tới 28 thì mình phải tham gia vào cái dưỡng lực. Còn từ 14 đổ lại thì mình hoàn toàn là hợp bê tông truyền thống luôn. Trong thực sự mà nói mình cũng tương đối ấn tượng khi mà đứng ở đây có cái cảm nhận ban đầu về cái độ rung. Là hầu như mình không cảm nhận thấy. Còn chất lượng thi công thì sao anh? Đấy, như mình đã nhận xét thì chất lượng thi công về vấn đề đúng không? Để mình tập trung vào cái sàn dược nghiệp này, về cái chủ đề này để cho khán giả họ nắm được. Nếu như sử dụng sàn truyền thống thì hiện nay các cái đường ống mà các bạn đang đi như thế này, các đường ống thoát của hệ thống vệ sinh nhá. Thì nó phải qua đà, nó xuống gối xuyên đà đi và đà, chắc chắn nó phải đặt thấp hơn. Như vậy thì cái ông máy lạnh này sẽ nằm cái cốt sẽ phải nằm đâu đó ở cái tầm khoảng 2 thước 2 2 thước 3 chắc thấp từ mặt sàn trở lên. Hiện tại bây giờ là cái trần của em có thể cao full là 3,2 mét, coi như nó cao rất là cao về cái không gian. Nói chung phòng lớn thì trần phải cao. Cái đó là quy luật. Trong quá trình thi công thì có vấn đề gì trở ngại về kỹ thuật, về cách xử lý nếu phát sinh sự cố? Thì thường thường những cái loại sàn này thì nó sẽ có những cái sự cố nào để chúng ta có thể lường trước được một số cái chi tiết, giống như là mấy anh em lắp đặt hộp sẽ sai vị trí ảnh hưởng đến những cái công tác như là đi thép. Còn cái vấn đề nó dễ là cốt pha, nó rất là dễ làm. Anh em đi thép thì có những cái video em cũng có làm đi thép rất đẹp. Thép đẹp đặt hộp ok rồi thì nó không có thành vấn đề về thi công. Thậm chí là anh em làm cái tốc độ thi công nó lẹ hơn là sàn truyền thống. Anh hiểu chứ? Nếu mà tính ở góc độ thi công thì với cái sàn này thì cái tốc độ chúng ta triển khai phần cốt pha và cốt thép nó sẽ nhanh hơn so với sàn truyền thống tương đối nhiều. Cụ thể là nó nhanh hơn khoảng bao nhiêu thì đã có đánh giá chưa? Tốc độ từ khi cốt pha, làm sắt, hợp, đổ bê tông luôn thì tiến độ nó nhanh lên tầm khoảng 20-30%. Ok, được như thế thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian. Mà thời gian đối với chúng ta là tiền. Về vấn đề sự cố thì không có vấn đề gì ấy hả?
nó có một cái này là góc độ chuyên môn của mấy anh cũng có nói về cái hệ về cái mảng tường khi mà mình thi công á. Thì hồi xưa là mình xây cái gạch chèn chèn trực tiếp lên trên đà, mà để cái đà nó chuyển vị thì cái vấn đề nó cũng khoảng thời gian khá lâu. Nhưng mà đối với cái hệ thống sàn này thì nên chờ một cái khu vực khoảng chừng 2 tấc đủ với viên gạch chèn á, để cho cái hệ thống khung nó ổn định, nó ổn định đâu đó ok hết, lúc đó mình hãy chèn sau. Thì những cái vách này là mình chèn là sau khoảng thời gian là để bích hết, chèn lên tới sàn luôn. Không chèn thì cái bức tường nó yếu, đúng rồi. Mà nếu chèn nhanh thì do cái kết cấu nó chưa đạt được cái độ chịu lực tốt nhất, nó sẽ vẫn có cái hiện tượng. Dầm sàn truyền thống của mình cũng vậy đúng không? Nó vẫn vậy thôi. Trong dầm sàn truyền thống thì đa số khi mà đã đủ điều kiện tháo cốt pha rồi thì gần như 100%. Dạ, nó đỡ hơn. Thì cũng có một cái đó lưu ý, thì cái kinh nghiệm của anh em chia sẻ qua lại thì nó cũng không thành vấn đề, nó không phải là câu chuyện lớn. Tốt, anh đánh giá là rất ổn. Nếu như mà gặp những cái khách hàng có những cái nhu cầu thực sự như thế này thì anh cũng sẽ giới thiệu. Dạ, ok, cảm ơn. Giới thiệu cái phương pháp của các bạn. Hôm nay có chuyên gia đánh giá. Anh chị, cô chú, anh chị cũng yên tâm nha. Rồi, thì đây là một số cái đánh giá về cái giải pháp sàn dược nhiệm này. Cô chú và anh chị có quan tâm cũng như là đang có mong muốn tìm hiểu để tư vấn thì có thể là để lại comment, và Khuôn có để cái link đăng ký ở dưới phần mô tả. Cô chú anh chị cái việc là đăng ký để số điện thoại lại, tên của cô chú anh chị sẽ có một phần tư vấn điện thoại để gặp được chuyên gia hoặc là gặp Khuôn để cùng bàn về cái vấn đề sàn dược nhiệm này. Cảm ơn cô chú quý anh chị đã xem video. Xin chào.